Khoan khôn tất cả anh em, Dũng Senpai đây và chào mừng anh em quay trở lại với Ori and the Blind Forest. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của series phiêu lưu cực hay và cực hấp dẫn này. Tôi cảm thấy thật là thư thái, tôi cảm thấy thật là thoải mái. Ok, chúng ta có một skill. Chắc mình nghĩ là chúng ta sẽ tăng cái điểm kỹ năng của cái cột gọi là ở giữa trước tiên, cột màu tím này. Cột này có rất là nhiều kỹ năng hay ho. Đây có mấy cái này ngon phết này, còn mấy cái này thì mình tạm thời là chưa tăng vội. Thì bây giờ hiện tại anh em ta đang đi tìm anh da đen bốn chân gọi là đánh cắp cái cục màu trắng. Cái cục đấy mình không biết là nó dùng để làm gì nữa, mà hình như là nói chung là nó rất là quan trọng. Đây, đi tiếp đường này đi. Ok. Thì ở phía sau này. Ui giời, tôi cứ ấn nút cái là nó. Đây, ở phía sau này có rất là nhiều chỗ mà anh em ta chưa đi. Ơi. Còn nhiều lắm, còn nhiều khu vực mà kiểu như là nó giấu ấy. Đây, còn chỗ này này, không biết làm sao xuống luôn. Cái nước này là nó bị dính độc. Thì có lẽ là lát nữa mình sẽ quay trở lại. Lại bắn cái đầu mày. Tên sư mày. Ui. Bắn nó. Đầm lầy Thornfell với lại là mặt trăng Grotto. Vậy bây giờ anh em ta có hai hướng. Sao nhiều hướng thế không biết. À, đây thì game luôn đi. Không biết, mình không biết cái này có nổ được không nữa. Không nổ được kìa. Damn. Được rồi, vậy là không đi được đoạn này à. Hồi xưa. Đúng. Phá cửa hay quá, cảm ơn. Ok. Sao nào, rồi vô đây. Khu rừng đẹp dữ à. Tạm thời để đâu vậy. Mà sao đấy rồi mày, mày đừng có chạy. Con kia, con nhện. Thiên sư mày. Mà nó đứng. Cái đệt lại chạy mất dép. Ôi chết luôn kìa. What the hell. Đây. Nice. Save game. Ok. Cái này là cái đoạn nào đây nhỉ? Mặt trăng Grotto nằm tận dưới này luôn. Đấy, nó lại chạy tiếp này. Lại ngã xuống dưới luôn. Phải thật. Đến khi nào mình mới gặp nó ta? Lại con này. Con này không. Ôi. Holy moly. Hey, nice. Có tôi thêm một túi năng lượng nữa. Bà tôi à. Cái túi năng lượng này cực kỳ quan trọng luôn. Xuống trên này qua bên góc này. Ấy. Rồi quay lại xây luôn. Đây. Nhanh. Hey. Thank you. Rồi. Đoạn này cái chỗ nước này hình như mình xuống không được. Chỗ nước này bị dính độc rồi. Kịp không? Kịp. Ui, hiền thế. Túi linh quang khổng lồ. Wow. Shit. Ê, hay. Đấy, mình xuống đây mình nhặt được một cái cực ngon luôn. Bây giờ quay trở lại gấp. Game hay vai. Mình chơi mình cứ thấy nó cuốn thế éo nào ấy. Cái này còn chơi lâu dài lắm các bác. Đây. Ok. Lùi lại vậy. Ở đây rồi. Mày chạy đi đâu? Ôi rơi luôn kìa, rơi. Ôi. Rơi một phát. Ôi. Thôi xong. Nãy giờ đang nhớ đường hay ho, bây giờ nó rơi cái xuống dưới này luôn. Mòe. Ok, đi kiếm. Để có mệnh địa đồ thạch này. Đi kiếm vậy. Yeah. Ui. Cái gì đây? Ôi. Tôi. Nó đóng cửa rồi. À, có cần phải lưu game không ta? Lưu cái chứ nhờ. Ok, lưu rồi. Công điểm luôn. Cần thêm điểm nữa. Ok. Rồi. Mày đừng có chạy nữa được không, con kia? À, này như kiểu boss à hay gì?
kiểu mini boss, đây là mini boss. Ây da. Mày chết. Mày chết. Yeah. Rồi mở cống. À lần này mày chạy đằng trời con ạ. Tiên sư anh ra đèn. Cây này. Tên cổ thụ Leru. Tên cổ thụ. Đấy rất nhanh nhẹ. Thế như những cái cây này là linh hồn của những Ori giống như mình hay sao, nhưng mà đã chết rồi. Kỹ năng gì đây, kỹ năng gì đây? Please cho kỹ năng gì đó. Nhảy đúp. Ô. Cái gì? Khoan. Ôi, double jump. Yes, double jump. Chà, có cái này thì làm được một đống thứ luôn. Ôi, trời ơi. Quá ngon. Rồi, ok rồi. Xem nào, có double jump chúng ta sẽ đi được. Trời ơi, một đống chỗ luôn chứ không phải là một hai chỗ đâu. Đi được nhiều lắm. Ấy, 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 thằng kia. Má, cũng thắng được rồi. Mẹ cày thực sự. Bây giờ mình có một lời khuyên cho anh em này. Ai mà hiện tại mà đang có máy tính đó, tải đừng xem nữa. Đừng xem nữa, tải về và chơi ngay lập tức luôn. Trời ơi, thực sự là đây là một trong những cái game mà mình thấy cái phần mà phiêu lưu khám phá của nó phải nói là càng chơi càng cuốn luôn á. Rất là hay luôn nha. Đây, có một đoạn đây, bên kia mình có thể nhảy qua được luôn kìa. Ui, ui đây trên này có một đường đi lên nữa này. À, cái là còn hơn cái mê trận nữa. Còn rất là nhiều đường mà anh em ta có thể khám phá. Như nào ta? Bay như nào mới qua được bên kia nhỉ? Ui dồi ôi. Rồi. Nice. No. Đến cấp 2 chưa? Tôi có một kỹ năng mà cần 2 điểm mới tăng được. Đây đoạn nào ta? Nó chạy liên tục luôn. Bây giờ là đuổi nó tới tận trời cuối đất luôn này. Ơ à, nó sao ta? Không được rồi. Hiểu rồi. Nó kiểu gì mình cũng phải đẩy cái này xuống trước hết đó. Ôi nó không đủ kìa. À come on. Bop. Rồi đủ rồi. Yeah. Rồi để tấm này xuống. Ok, xong rồi. Xong, bây giờ chỉ cần để cái này xuống nữa là ok. À. Kinh ha. Giải đố các kiểu con là điêu. Rồi. Ơ. Ôi, phá cái này hồ bố ấy. Ui. Bọn mình hay thực sự. Xong rồi. Đây lấy được đống luôn này. Wow. Chờ. Yeah. Túi năng lượng cộng với thêm một điểm nữa. Ui, đoạn này khó thế. Nhảy như nào đây? Bây giờ là kiểu gì chúng ta phải đu bám vào cái cột này thì mới nhảy được. Wow. Wow. Fuck. Easy. Ok. Đấy, xem bên này là cái gì nào. Chạy khắp nơi. Nó chạy lung tung hết cả lên. Mà tiền sư nãy giờ đuổi không biết bao nhiêu lần luôn rồi. À, bố bắt được là bố mày. Sao làm mắm tôm luôn. Món nhện chiên giòn à, chắc ngon lắm đây các bác. À à. Tôi biết con này con nhện. Này thì ngu người này. Cái gì đó.
đá rơi, đá rơi, đá lỡ. Ây da. Fuck. Từ từ, căng thế. Căng. Ôi mày, suýt nữa. Suýt nữa sắp mắt rồi. Đứng đây, bố mày lên đây. À, bố mày thèm món nhện nướng mắm tôm lắm rồi. Đứng, đứng. Thế, bố gặp rồi nha. Rồi, hết chạy. Hết chạy. Ui. À, mình cứu nó rồi mà nó vẫn chạy. Mua. Rồi mang đến cho đi sự tử tế và niềm hy vọng. Con này nó sợ cái gì vậy nhỉ? Tôi chịu luôn á. Muốn đấm thực sự. Muốn đấm mày luôn á. Đâu rồi? À, nó cho mình rồi mà. Ok, cảm ơn nha. Cái quả phát sáng này hình như là cái... Ôi, đã phục hồi. Let me friend. Đã phục hồi tụi mệt. Viên cổ thể này sẽ là chìa khóa tiến vào cổ thụ Ginso. Tiến vào cổ thụ Ginso là sao? Là kiểu mà tôi chui vào trong cái thân luôn á. Trong đó kiểu có gì? Có gì hết. Thủy nguyên tố nằm trên đỉnh thủ Ginso. Chúng ta sẽ mang nguồn nước trở lại. Nhanh quay về thôi. Ok. Cái gì ở đâu? Ngay góc đấy luôn. Rồi đã hiểu. Nhưng mà chưa tới vậy. Sớm vậy đâu. Từ từ. Còn nhiều thứ anh em mình cần làm lắm. Bây giờ khắp bản đồ này là còn một đống chỗ mà cần đi luôn. Thầy. Ôi, lên được này. Wow, cái cục này. Wow. Oh my god. Halfway there. Rồi, mở một đống đường luôn. Cảm ơn rất nhiều. Đấy chưa. Này, bây giờ xuống này. Đúng rồi. Ui, lên được. Sao lên, ôi sao. Ôi, lên đây xong bị kẹt. Fuck. Ok. Thêm một điểm nữa. Đại bàng, xin mến. Xin mến rồi đại bàng. À, fuck. Mấy cái khúc gỗ này nó có chắn tôi suốt luôn nha. Bực ghê á. Có một điểm kỹ năng xong kìa. Cay thực sự. Thôi đi vậy. Yeah, thêm điểm nữa. Tôi đi nãy giờ tôi đi loanh quanh khắp bản đồ này nhặt một đống đồ luôn. Toàn điểm kỹ năng với lại là rất là nhiều cái hữu ích. Tiên sư mày, tôi thấy đường rồi mà tôi không lên được các bác ạ. À. Ui. Wow. Hay thực sự. Đã giờ đi nhặt một đống luôn. Về bằng. Ok. Nãy xưa. Đây rồi. Ấn để gắn thủy mạch. Rồi, có cần xây không? Không xây phát đi. Ok. À, mình chỉ còn đúng một điểm nữa là chúng ta có thể. Đây, chỉ còn đúng một điểm nữa là nâng được kỹ năng cuối cùng này rồi. Cái này là tìm ra các lối đi bí mật. Cái cây cổ thụ mà cứ như là cái máy ấy. Đi vào trong cái cây luôn á. Oh. Cổ thụ Ginso. Wow. Nước Anima từng trải qua cây cổ thụ này. Giờ nó đã khô héo bên trong. Chúng ta phải phục hồi dòng nước. Tìm được trái tim cổ thụ Ginso. Mai cây có tim luôn. Vô lý thực sự. Này là đi ngược qua bên kia hả? Ok. Đơn giản thôi. Easy boy. Easy boy. Ok. Này, không biết là nó cao chừng nào nhỉ? Má cái cây cổ thụ này chắc nó cao cớm lắm nha. Rồi. Đi đây, con này sao không uyến được?
đi ngược qua bên này. Ui cao thế. À hiểu rồi. Hiểu rồi. Ok. Ơi không xây xây game ở đây được. Cái rồi, được rồi. Nãy xưa. Ok, trên kia còn cao lắm. Đoạn này đoạn nào đây? Ây da. Xuống à? Ui. Sao lên tận đây luôn? Sao đi tung lung vậy? Đây, quá easy luôn. Để cái này qua. Rồi cho cái bông hoa kia bắn vô. Đấy. Đơn giản ha. Chết chưa? Mày chết nha con. Rồi. Có 3 điểm rồi. Cái gì nhỉ? Lên vào đây tăng điểm cuối cùng. Nice. Utility Master. Này này, trên này có cây. Ô. Kỹ năng mới. Tôi nghe thấy tiếng khóc lóc than thở sâu thông tin của bọn này. Riem rất nhanh nhẹn. Ok. Riem. Đấy, mỗi cổ thụ là đều có một tên riêng hết. Ơ. Ấn nhầm. Kỹ năng gì đây? Kỹ năng xịn sò. Để dùng kỹ năng này giữ gần đèn hoặc vật phóng của địch, rồi nhắm tùy hướng vật phóng sẽ. Wow. Bay cao vậy. Chỉ có mấy cái đèn mới bay lên được thôi. Ai tưởng gì. Bay này. Chất lừ. Damn. Ok mở cổng nào. Ui lại cái gì trên kia nữa kìa. Ôi trái tim của cây kinh số phải không? Rồi lại mini boss tiếp rồi. Ôi ôi. Rồi chết. Hiểu rồi. Chết chưa? Yeah. Cái cổng mở chứ vậy? Mở rồi. Nhưng mà chỗ này làm sao bay lên nhỉ? À, đã hiểu. Đây này. Đấy. Bay lên chỗ thế này này. Ui. Trái tim này, trái tim của cổ thụ Ginso. Nhưng giờ nó đã bị ô nhiễm. Xôi. Nhìn gớm à. Thanh tẩy tất cả bệnh tật bằng cách cắt bỏ nguồn ô nhiễm ở cả hai bên. Rồi, đã hiểu. Để xem cái cây này. Wow, cây cao khiếp. Nice. Bây giờ chỉ cần nhảy xuống thôi phải không? Rồi. Còn một bên nữa. Đây bên này. Ôi. Nhắm sai địa chỉ nữa kìa. Thank you.
được rồi. Tao hay thực sự luôn. Oh god. Rồi xong rồi. Rồi được rồi. Giờ còn làm gì nữa không? Trên này vẫn còn cái gì đấy nữa ta. Hết rồi mà. À nhấn để lắng nghe. Ok nhấn. Bây giờ đã có thể khôi phục Thủy Nguyên Tố. Nhóm xong thì chỉ còn 2 mà thôi. Đẹp nhỉ, đẹp nhỉ. What? 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 À thôi chết. Chạy nhanh nào, chạy nhanh nào, nhanh nào. Nước ngập tới chân rồi. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Nhanh, nhanh, nhanh. À. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Cái gì vậy trời? Khó gì đó. Come on. Come on. Come on. Come on. Nice. Whoa. Oh my god. Thật sự là đỉnh cao nghệ thuật các bác ạ. À. Mà sao cái cây mà nó lại ngập nước được hay quá vậy? Wow. Wow, thực sự là quá ảo luôn á. Oh no. Oh no. Con này là con bú này tên là Turo phải không? Ôi chết. Boss rồi, boss rồi, đây là boss rồi. Anh ơi, bình tĩnh nha. Bây giờ chưa phải lúc đánh nhau đâu. Wow. Rồi bay mấy nghìn mét rơi xuống. À. Hy vọng là không chết. Hy vọng là không chết. Cố em bên ơi. Không phải nữa. Mình biết rồi, nó không ăn mình đâu, nó cứu mình rồi. Ánh sáng của chúng ta. Mình phải thoát chứ. Ôi ơi. Anh da đen cứu mình lần hai kìa. Không, đây là lần 1. Quên. Cảm ơn anh nha. Ôi, hẹn lần sau gặp lại nha. Tuyệt đối là không có trộm đồ gì của bố hết á. Tôi tưởng đã bắt cậu vào bóng tối. Không thể đoán được. À. Cái chỗ nào mà nó tươi đẹp, mà nó trong xanh vậy. Thần khiết trở lại. Ngon. Chúng ta phải nhìn lên. Phong nguyên tố tiếp theo nằm sâu trong tàn tích Follow bên trong khu rừng hư ảo là chìa khóa để mở những cánh cổng của họ. Cái gì chạy từ bên này sang xa dữ vậy? Tìm phong ấn Gumon ấn trong khu rừng hư ảo. Ý. Rồi ok. Trời, nước đẹp vậy. Sao nước đẹp quá vậy? Xuống dưới này tôi bơi lội xíu cho xem. Hello. Hello.
Nhanh. Mày. Ấy. Rồi. Ôi bơi sướng thế. Trời ơi, game đây hả? Game. Sao phê dữ vậy? Ấy, con kia. À tao bính rồi nha. Được rồi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ dừng tập 2 của series Ori and the Blind Forest ở đây. Nãy giờ mình cũng chơi khá là nhiều, mình đi kiếm chủ yếu là nãy giờ mình đi kiếm máu với lại là cái năng lượng. Và sau đó mình tới được đây. Tôi hối hận lắm các bác ạ. Tôi hối hận là bởi vì đến giờ tôi mới chơi Ori. Hay chứ. Thì câu chuyện vẫn chưa mở ra cho chúng ta quá nhiều thông tin. Hiện tại đây mình vẫn đang đi tìm cách cứu cây cổ thụ, linh thụ thì đúng hơn. Thì anh em mình khám phá xong gọi là cây đại thụ Ginso rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập sau chúng ta sẽ tiếp tục qua bên phong gì đấy mình quên tên mẹ rồi. Được rồi, thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem mình chơi Ori and the Blind Forest. Và nếu anh em thích series này, đấm vỡ nút like và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo sẽ ra mắt sớm thôi. Bây giờ mình Dũng sẽ bye. Xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Bye bye.